các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện Hôm nay chúng ta lại đến với một tác phẩm truyện ngắn của Nguyễn Mạnh Tuấn Với nhàn đề Đêm ngủ tại tháp rùa Tặng các bạn học sinh trường phổ thông cấp 2 và 3 Hà Nội Cùng thời và con trai Tuấn Phúc năm 1958, nhà tôi ở phố Lê Thái Tổ, bên con đường đôi, trông thẳng ra hồ gươm và tháp rùa. Tuổi thơ bọn trẻ phố tôi, không bãi cỏ, lối đi, dãy phố nào quanh hồ không có dấu tích của chúng tôi. Từ các trận đá bóng, các trò chơi tinh nghịch, không cây xấu, cây me, cây phượng vĩ nào quanh hồ, đến mùa ve sầu hoặc ra trái, không bị chúng tôi kiểm soát từ gốc đến ngọn. Đền Ngọc Sơn tháp bút, đền bà kiệu, nha thùy tạ, bến xe điện bờ hồ, vườn hoa Chí linh, các phố tràng thi, hàng khay, tràng tiền, cầu gỗ, bào khánh, hàng ngang, hàng đào, hàng gai, hàng trống, nhà thờ, vân vân. Chúng tôi thuộc lòng từng ngóc ngách và những địa danh này cùng với nhiều sông hồ, phố phường Hà Nội khác đều bị chúng tôi đổi tên cho ngang tầm thế giới của riêng mình. Một hôm vào buổi chiều, Tôi và ba đứa bạn cùng tuổi 12, lớp 6A trường phổ thông cấp 2 và 3 Hà Nội, đi thám hiểm sa mạc Sahara, tức là bãi cát bồi phúc xá, nằm giữa sông Hồng. Về đến nhà tôi, thấy còn sớm, kéo nhau ra ghế đá bên bờ hồ, đấu hót tiếp, những hào hứng vẫn chưa hề vơi từ chuyến đi thú vị. Nước sông Amazon, tức là sông Hồng đỏ ngầu, cuôn cuộn, những người lớn trên bờ can ngăn, chúng mình vẫn bơi qua. Có mấy đứa trẻ trong làng chăn trâu canh gác, chúng mình vẫn đào được cả mũ khoai lang, bè đầy túi ngô, tắm xong, nướng ăn luôn tại chỗ, vân vân và vân vân. Phải là những đứa trẻ thành phố, còn nhà tử tế, đi trộm ngô khoai ở đồng quê mới có đầy ắp cảm xúc thắng thế của những anh hùng thời đại. Và mới thấy những củ khoai bắp ngô đó ngon tuyệt vời thế nào. Bốn nhà thám hiểm vĩ đại hôm đó gồm có Christopher Colon, tức là Nguyễn Mạnh Hùng. Chưa ai nghĩ nó sẽ thành nhà văn hòa vang trong tương lai. Marco Polo, tức Phạm Văn Lân, chủ khách sạn Lotus ở Sài Gòn hiện nay. Magellan, tức Nguyễn Kim Đan, giáo sư tiến sĩ khoa học hiện đang ở Pháp. Và Everest, tức tôi. Thằng Hùng, sau khi hết hứng chuyện sa mạc Sahara, bỗng nhíu mắt, ngắm nghĩa tháp rùa nằm giữa hồ, có vẻ tính đến chuyện đổi tên. Hai thằng mày ở ngay bờ hồ đã ra tháp rùa bao giờ chưa? Hung hỏi tôi và Lân. Lân ở hàng trống, cách nhà tôi chừng 300 mét, nhận mình là Marco Polo, nhà thám hiểm tìm ra con đường tơ lụa từ Á sang Âu, trời bời mẹ nó là nhà tư sản tơ lụa. Nếu có một cái cầu như cầu Thế Húc ra đền Ngọc Sơn, tao ra từ lâu rồi. Ngoài đó chẳng có gì hấp dẫn, tôi nói. Tao ở đây như chúng mày ý à? Thăng hung ở ngõ liêm trì, gần hồ bay cam, tức hồ thuyền quang, thì thảo. Tháp rùa chính là nơi thần kim quy cất thanh gươm lê lợi trả lại, sau khi đánh đuổi xong giặc minh. Ai bảo mày thế? Thẳng đan, nhà ở đường cho nước đảo, nhỏ con mảnh khảnh nhất trong bốn đứa, cổ chân trái sưng vù, do bị ngã trong chuyến đi, lại tham ăn quá nhiều ngô khoai ngoài sa mạc, thấm mệt, đang thiêu thiêu ngủ trong gió mát hổ gươm, bỗng bừng tỉnh. Đồ bịa đặt! Ngày mai, ta mang cuốn lịch sử tháp rùa trong tủ sách của bố tao. Bố thằng Hùng là giáo sư sử học. Đến lớp cho chúng mày xem. Hùng nghiêm trang. Trang 15, chương 2, sách viết. Thần Kim Quy chôn gươm ở đó, nên giữa hồ mới nổi lên hòn đảo nhỏ. Vì có hòn đảo, người ta mới dựng tháp, đánh dấu chỗ chôn gươm và vì sợ mất trộm gươm, người ta cố ý không làm cây cầu ra đấy. Chúng tôi, mấy thằng dám đổi tên tất cả các địa danh phố phường, sông Hồ Hà Nội, coi thế giới chỉ bằng bàn tay trẻ con. Vậy mà vừa nghe thằng Hùng nói, tìm ngày. Hùng cao hứng, đặt câu hỏi. Nếu chúng ta ra đấy thì sao? Tôi và Lân bồi hồi. Để làm gì? mỗi thằng sẽ viết họ tên, trường lớp, địa chỉ vào tờ giấy, cho vào cái chai gắn xi si lại, mang ra chôn ngoài tháp. Một triệu năm sau, các nhà khảo cổ đào lên. Một triệu năm, tên tuổi chúng mình vẫn còn thì sao? Chắc chắn họ sẽ đưa vào viện bảo tàng cùng với thanh gươm lê lợi. Chỉ cần tinh nghịch mà được lưu danh muôn thuở như các anh hùng dân tộc đánh thắng ngoại xâm. Thế nào? Chúng tôi ngây ngất nhìn nhau và cùng không giấu được sự khâm phục kèm theo một chút ghen tị hướng về thằng Hùng. Nhưng ra thế nào được? Tôi nói với Hùng, ở hồ này chỉ mới lội đến bẹn là công an đã xuất hiện. Nước hồ trông xanh nhưng bần lắm. Thằng Lân vốn ưa sạch sẽ lo ngại. Công an có cho bơi thì về nhà cũng ghè lở đầy người. Hùng trợn mắt với tôi. Ra tháp là việc của mày. Dân bồ hồ không nghĩ được cách ra thì là đồ vách điếc Ở hồ Bái Can, công an cũng cấm, sao chúng ta vẫn bơi tự do? Thằng Đan xoa cái cổ chân đau. Giá <laughs> dạ, bây giờ có bụt hiện lên cho chúng mình ba đều ước. Mày tưởng đây là thời tập cám hả? Hùng lên giọng thổ lĩnh. Trong kế hoạch đồ bộ lên tháp rùa, tao sẽ là Tống Giang, thằng Tuấn là trí đa tinh ngô dụng, thằng Lân là Lư Tuấn Nghĩa. Còn mày, Hùng bảo thằng Đan, bố và ông ngoại là bác sĩ, Lúc nào cũng mơ đến bụt với thần Cho mày là công tôn thắng Chuyện lưu danh muôn thuở Chẳng dính gì đến các anh hùng lương sơn bạc trong thủy hờ Thằng Hùng lại nhầm thầy thuốc an đạo toàn sang công tôn thắng Nhưng chúng tôi vẫn hăm hở Không đứa nào thắc mắc về vai vế do nó áp đặt Chia tay ba thằng Về nhà mở cửa sổ nhìn ra hồ gươm Tôi bỗng nôn nao trước một tháp rùa lung linh cám dỗ Mà trước đây không thấy Cái đầu trí đa tinh do thằng Hùng Phong của tôi bắt đầu hoạt động. Đầu tiên tôi rủ thêm thằng Tân, học sinh trường Trưng Vương, còn nhà chơi đồ cổ hàng đầu Hà Nội, ngay cạnh nhà tôi. Hai thằng cùng phố tham gia, dù sao cũng an tâm hơn. Vừa nghe tên tuổi và chữ ký triệu năm sau sẽ được đưa vào viện bảo tàng lịch sử cùng với thanh gươm lê lợi. Rèn di truyền về đồ cổ bốc lên, thằng Tân sáng mắt, đồng ý liền. Tối ngày gờ, hẹn nhau 9 giờ, nhưng mới bảy giờ, lần Đàn Tân đã lần lượt có mặt ở nhà tôi. 9 giờ quá 10 phút, thằng Hùng mới lò dò đến. Nhưng Tống Giang không đi một mình, mà ngựa ngùng dẫn theo một cô nhí. Vừa nhìn, chúng tôi đã nhận ra cái Minh Hà, lớp nằm à vẫn hát xong ca bài đêm qua em mơ gặp Bắc Hồ với thằng Hùng trong đội Sơn Ca Thiếu Nhi Hà Nội trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Mặt chúng tôi cũng tối sầm lại. Thằng Hùng bối rối, chúng mày thông cảm. Cái hà xin ra tháp rùa khấn thần kim quy phù hộ cho bố nó được minh oan. Tôi cầu có, tại sao lại dính những chuyện minh oan vào đây? Lỗi tại tao, Hùng cố dịu giọng. Hôm rồi cùng đi hát ở đài phát thanh về, thấy nó khóc, tao hỏi. Nó kể bố nó là nhạc sĩ, bị bắt oan, thấy tội nghiệp, tao mới rủ. Thằng đan giấy này, đã cùng thề danh dự, giữ tuyệt mật quốc gia, sao mày lại lỗ Hùng biết sai Quay sang cái hà Hay em chịu khó về vậy Thằng Lân luôn mùi lòng trước bọn con gái Thôi đã chót rồi Cho nó đi Cái hà dạng dỡ Chìa ngay túi vải sách ở tay Em mang cổ ngô giang Hương và diêm đấy rồi Mang ngô giang làm gì Thằng Đan háo ăn hỏi ta bảo nó mang đấy Thằng Hùng tươi tỉnh Trong lịch sử tháp rùa Trường nằm trang 142 viết Để hành quân thần tốc từ Thanh Hóa ra Thăng Long Lê Lợi chuẩn bị toàn ngô giang cho quân lính ăn Rồi uống nước Để không phải dừng lại nấu nướng dọc đường Mà vẫn ho bụng Mình mang ngô giang ra tháp Là để có cùng khí thế hành quân thời Lê Lợi Đúng chưa Thế cái chai đựng tên tuổi đâu Thằng Lân ấy nấy Quên thế nào được Hùng rút trong túi quần ra ống thủy tinh dài Chừng 20 phân Đường kính bằng cỡ ống bơm tay xe đạp đầu gắn xi si, tạo thành cái chai bằng ống nghiệm để dễ giấu trong người và dễ chôn hơn trong ống này còn một cái ống nhỏ hơn cũng gắn xi si, rồi mới đến bản danh sách đề phòng một triệu năm sau ống ngoài tiếp với đất hóa thạch vẫn còn ống bên trong như vậy tên tuổi chúng mình hai triệu năm vẫn còn năm thằng nhóc và một con bé âm thầm cười đồ lội xuống hồ bì bõm giấu quần áo vào hốc một gốc cây si có rễ chia ra mặt hồ thẳng lân lư tuấn nghĩa run cầm cập không rõ vì lạnh hay vì sợ bỗng bàn chồn này theo tao minh hà không nên ra chúng tôi cùng hướng về hà chỉ còn bộ đồ bơi mỏng màu đỏ trên người nhưng hình như con gái chịu lạnh tốt nên không thấy nó run lân nói tiếp tháp rùa là chỗ thiêng liêng con gái mặc thích kia nhỡ thần kim quy hay lê lợi nồi giận thì sao thế thì em mang quần áo theo lên tháp sẽ mặc vào Hà nói Con gái mặc quần áo trước mặt thần thánh cũng là xúc phạm Thằng Đan công tôn thắng bảo cái Hà Em chịu khó ở lại Bọn anh sẽ thay em khấn thần Kim Quy phù hộ cho bố em Thằng Hùng tống giang lại giao động Thôi có kiêng có lành Em ở trên bờ trong quần áo cho các anh Cũng là có công rồi Hổ gươm hồi ấy Tối đến không đèn điện rực rỡ Ngoài bảy giờ đường xá, khuôn viên đã vắng hưu vắng hắt. Quanh bờ chỉ lác đác mấy người bán hàng rong và mấy công nhân quét rác. Lâu lâu, mới len keng buồn tẻ một chuyến xe điện hết khách bên đường Đinh Tiên Hoàng. Nên 9 giờ trở ra, đã quá đủ an toàn cho chúng tôi trở nên gan dạ bơi giả tháp rùa. Tôi và thằng Tân nhào ra hồ trước. Thằng Lân xuống sau cùng. Nước vừa ngập đến bụng, đã khào khào cơ lên. Tao không đi nữa đâu hùng đan đã bơi theo tôi và tân liền quay lại tại sao tao sợ bị viêm họng bố mẹ tao sẽ biết vừa nói lần vừa lập cập lội lên bờ khiến chúng tôi đành lướt thướt vào theo Mà định giờ cho gì thế tôi sừng sộ bơi qua sông hồng sao không sợ viêm họng lần vờ ho khổ khụ trời tối nước lạnh tao còn bị viêm phổi Chúng mày cứ ra tháp Tao với cái hà ngồi trên này canh công an Cũng cần phải có đứa trên bờ canh công an Thằng Hùng tức giận Coi như mày chưa chiến đấu đã hy sinh Loại nó ra, chúng ta dũng cảm tiến lên Hùng lao ầm xuống nước Tân và tôi lao ào theo Thằng Đan không thể lao Vì chân đau Và còn phải đội bọc ngô giang Hương và mấy bao diêm trên đầu Chưa đầy 10 phút bơi Chúng tôi đã có mặt ở tháp rùa thằng nào cũng rét run nhưng cũng cùng đầy phấn khích và sung sướng khi nhìn vào bờ lên tận nơi lòng tháp không quá nhỏ như khi đứng trên bờ nhìn ra tháp rùa hồi đó chỉ có một bóng điện tầng trên cùng nên chúng tôi ở tầng dưới gần như đứng trong bóng tối việc đầu tiên đứa nào cũng mắc tiểu thằng tân học kém chúng tôi một lớp đương nhiên văn hóa cũng kém hơn vạch quần định tè ngay chân tháp cấm từ lúc nhập cuộc, thằng Hùng luôn chứng tỏ mình là Tống Giang. Nó bảo Tân, đây là chỗ linh thiêng, đứa nào muốn tè, xuống hồ mà tè. Nó ảo xuống hồ trước, khiến chúng tôi là ảo theo, vùng vẫy, vừa bơi đứng, vừa nhìn nhau khoan khoái. Trở lên tháp, tôi dục thằng Hùng, phải trôn ống nghiệm, rồi bơi vào, không nên ở lâu. Mày tưởng trôn thế nào cũng được à? Hùng nói, Muốn chôn phải thắp nhang, xin thần kim quy cho phép, lại còn phải xin minh oan cho bố cái hả? À? Thằng đàn háo ăn. Ngô giang, ta mang ra, vứt đi à? Ô, suýt quên. Hùng hăm hở, đã mất công ra đây không ngồi ăn cho ấm bụng, để có cùng cảm giác của lê lợi ra thăng long đánh thắng vương thông. Liệu thằng thì thật là ngu. Trong khi thằng Hùng ngồi xếp chân bằng tròn giữa nền tháp, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền, thành tâm cầu khấn. Thằng Đan, thằng Tân và tôi lom khom chia nhau, Thập nhang theo bờ cỏ quanh tháp. Xong việc, bốn thằng vào trong tháp. Giờ ngô giang gian. Ngô vào, bụng ấm, lời ra. Thằng hung rung đùi, ngồi để ăn, nhìn ra xung quanh mới thấy chúng mình sướng hơn cả vua. Thảo nào ngày xưa, lê lợi chọn chỗ này để trà gươm. Thằng Đan quên cả đau chân, Bây giờ thần Kim Quy hiện lên Cho chúng mình làm vua thì sao Sướng nhất là không phải đi học Chúng ta đang ngồi tại chính tháp rùa Thì thần Kim Quy hoàn toàn có thể hiện ra Nhưng làm gì có chuyện một nước bốn vua Thằng Hùng quên ngay Mình đang là Tống Giang Nếu điều ước trở thành sự thật Tao sẽ làm lê lợi Thằng Tuấn là Nguyễn Trãi Còn thằng Đan là Lê Lai Thằng Đan nóng mặt Làm Lê Lai để chết thay mày hả Đừng hòng Tao nghĩ ra điều ước Tao phải làm lê lợi Tôi cũng ức hùng Thằng chỉ toàn võ mồm Mà đòi làm lê lợi Tôi chưa kịp mờ miệng Thằng Tân đã đùng đùng đứng phát dậy Cho chúng mày làm vua hết Tao về đây Nó rời khỏi tháp Lao xuống hồ Bơi luôn vào bờ Thằng Đan trách thằng Hùng Nó tự ái Vì mày quên nó Thằng Hùng Nó có cùng trường mình đâu Biết thế Tao cho nó làm thái tử Sau này sẽ làm Lê Thái Tôn Nhưng Hùng chặt lưỡi ngay Thôi quên đi Coi như nó hy sinh trong chiến đấu Bà thẳng tiếp tục ăn ngô rang Và thằng Hùng tiếp tục đấu hót Nó bảo Nếu làm lê lợi Nó sẽ đổi tên tháp rùa thành tháp ngô rang Và hồ gươm thành Ăn à, no Gió mát Mắt đứa nào đứa nấy díp lại Và lần lượt chuyển từ ngồi sang nằm ngủ một giấc đê, chúng mày ạ. À. Hỏi lê lợi trà gươm, chưa chắc đã được ngủ ở đây. Thằng hung ngủ ngay khi chưa nói hết câu. Thằng đan không sao ngủ được. Tao nghe như có tiếng khóc. Tôi nhổm dậy nhìn vào bờ tối mờ phía phố tôi. Dường như có tiếng nì non kèm theo tiếng gọi vật vờ đứt đoạn. Hay có ma? Cuối cùng thằng Đan và tôi cũng thiếp theo thằng Hùng. Rồi thằng Đan lại lay tôi dậy tao vẫn nghe thấy tiếng khóc Nhưng ở bờ bên này Tôi ra ngoài cửa tháp Phía đường Đinh Tiên Hoàng Nhìn vào bờ Trời có vẻ quang ra Có tiếng khóc hi hi văng vẳng trong gió Tôi dần nhận ra bóng đen ngồi ở chiếc ghế đá bên cây sung lớn Ngay bờ hồ Người chứ không phải ma Tôi quay vào đá thằng Hùng Gần sáng rồi Hùng choàng dậy Mười giây sau nó mới nhớ ra đang ở nơi lê lợi trà kiếm cho rùa thần. Chết rồi, sáng thế này mà bơi vào là lộ ngay. Thằng Đan nói, thằng Tuấn bảo bơi phía Đinh Tiên Hoàng vẫn còn tối, nhưng tao thấy hình như trên bờ có ma. Ma nào? Thằng Hùng hỏi, tiếng khóc ti tì, tì đấy. Tôi nói, Hùng chú ý lắng nghe, nhờ cái tai năng khiếu âm nhạc, nó hoàng hồn khi biết ngay bóng đen ngồi khóc ở ghế đá cây sung bên hồ là ai. Trời ơi, cái Minh Hà sao nó ngu thế, tao tưởng nó với thằng Lân cùng về nhà rồi. Dứt lời, nó tùm luôn xuống hồ. Lúc chúng tôi lóp ngóp lên bờ, thằng Lân đã ngủ thẳng giấc ở nhà, kịp thời xuất hiện, đưa chúng tôi mỗi đứa một gói xôi bắp thơm nóng để chứng tỏ có đứa ở trên bờ vẫn là cần thiết. Hóa ra, Minh Hà thức suốt đêm, sau khi khóc chán bên bờ Lê Thái Tổ, phát hiện ra ngược gió nó truyền sang bờ đinh tiên hoàng gọi thì bị lộ nên đành phải khóc nhờ tiếng khóc của nó chúng tôi mới thức giấc chứ ngủ đến sáng ở tháp rùa nơi tiếp theo của chúng tôi chắc chắn sẽ là đồn công an không biết số phận chúng tôi ngày nay sẽ ra sao để tôn vinh minh hà thằng hùng đổi luôn tên hà thành mạch khương tên người đàn bà trung hoa nổi tiếng từng khóc đồ vạn lý trường thành thời tần thủy hoàng vụ đổ bộ lên tháp rùa năm ấy rồi cũng bị quên đi rất nhanh vì chúng tôi luôn nảy ra nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn hơn. Đến năm tốt nghiệp lớp 10, tôi, thằng Đan, thằng Hùng, thằng Lân trong kỳ thi đại học năm 1963 dễ như đùa nhưng bốn thằng đều trượt. Kết quả này khiến tôi ra ra Quảng Ninh làm thợ cơ giới lâm nghiệp. Thằng Hùng lên Lạng Sơn trồng rừng ở nông trường Bắc Sơn, sau này nhập ngũ, đánh nhau với quân Mỹ, tận Hòa Vang, Đà Nẵng, thằng Lân phiêu bạt đi vác nứa ở rừng Đại Tờ Thái Nguyên, thằng Đan vào tận Hà Tĩnh làm công trường thủy lợi. Chúng tôi nhìn nhau an ủi, có lẽ học tài thi phận. Sang năm sau, thằng Tân học sinh giỏi nhất toán toàn quốc. Mình Hà học sinh giỏi nhì văn toàn quốc đều trượt đại học. Lũ chúng tôi mới giật mình. Có thể cả sáu đứa có tên trong ống nghiệm gắn si trồn ở tháp rùa năm ấy đã bị thần kim quy hoặc vua lê lợi trừng phạt 48 năm trôi qua thằng hùng thằng lân thằng đan nay là gì tôi đã nói ở trên rồi tần đi bộ đội hy sinh ở thành cổ quảng trị năm 1970. nghìn minh hà sau khi thi trượt đại học theo học trung cấp thanh nhạc ra trường tham gia đoàn văn công giải phóng vào chiến trường đông nam bộ hy sinh năm 1972. nghìn Tất cả chúng tôi cùng xa Hà Nội. Một ngày nào đó của một trăm năm, một ngàn hay hai triệu năm sau, các nhà khảo cổ khai quật gươm thần ở tháp rùa, hồ gươm, thấy ống thủy tích ở bên trong, có tờ giấy ghi tên tuổi sáu đứa chúng tôi. Xin chớ đưa vào viện bảo tàng mà thà zoom nó xuống hồ. Liều danh buồn thùa chỉ là ham muốn chốc lát của thời trẻ con. Chúng tôi cần mãi mãi là người Hà Nội.